tin vatican những cử chỉ nhỏ nhưng có ý nghĩa khích lệ lớn lao của đức thánh cha trong thời gian đại dịch không thể tiếp xúc trực tiếp với giáo dân đức thánh cha Francisco vẫn giữ liên lạc với các tín hữu qua thư từ và điện thoại đặc biệt ngài thường điện thoại hay gửi thư để khuyến khích và nâng đỡ các tổ chức người dân trong giai đoạn khó khăn này cho một lá thư tay ngắn gửi cho giám đốc bệnh viện Fanlanzani hôm 15 tháng 4 vừa qua, một bệnh viện chuyên về bệnh viện truyền nhiễm và điều trị phần lớn các bệnh nhân virus corona ở thủ đô Roma của Ý, Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn lòng quảng đại của họ và bày tỏ sự gần gũi của ngài. Bệnh viện Fanlanzani đã đăng trên tài khoản Twitter của mình lá thư ngắn của Đức Thánh Cha với chú thích sự ủng hộ chân thành mong muốn thực sự về sự gần gũi và những lời tôn trọng và sự ngưỡng mộ đối với công việc của chúng tôi từ đức thánh cha khiến cho chúng tôi rất tự hào đức thánh cha cảm ơn giám đốc bệnh viện đã gửi thư cho ngài và ngài nhận biết tất cả những điều mà các bác sĩ y tá nhân viên bệnh viện đang làm ngài nói tôi biết lòng quảng đại của họ không có giới hạn Đức thánh cha cũng bày tỏ mong muốn gần gũi với họ trong thời gian này và cảm ơn chứng tá sống động của họ, không thể thực hiện một cuộc gọi video cho họ, Đức thánh cha nói. Tôi muốn những dòng chữ này giúp cho tôi hiện diện giữa anh chị em, nói với tất cả anh chị em rằng chỉ khi cùng với nhau, chúng ta mới có thể thực hiện được. Theo Zenith ngày 21 tháng 4 năm 2020 điện thoại cho ông chủ tịch công ty Chimart ở Kapi. Hôm 17 tháng 4, Đức Thánh cha đã gọi điện thoại cảm ơn ông Giovanni Acleti, chủ tịch công ty Chimart ở Kapi vì công việc ông làm cho những người khác. Mỗi buổi sáng vào lúc 7 giờ, ông Acleti đều tham dự thánh lễ trực tuyến do Đức Thánh cha cử hành. Vì thế, ông đã gửi thư cảm ơn Đức Thánh cha về sự an toàn ngài mang lại cho chúng tôi mỗi ngày đối với thời gian vô cùng khó khăn này. Ông Aleti chia sẻ, Ngài là một con người tuyệt vời, can đảm và đồng thời đơn giản, người chú ý và quan tâm đến mọi người và cả các doanh nhân, những người khi làm tốt công việc của họ. Họ thực sự có thể giúp đỡ những người khác trong việc giải quyết các vấn đề. Cũng trong ngày 17 tháng 4, Đức Thánh Cha đã gọi video thăm Đức Cha Derio Olivero, giám mục giáo phận Pinerolo ở Ý, đức cha olivero bị nhiễm virus corona đã phải nhập viện điều trị trong gần suốt mùa chay vừa qua cuộc điện thoại của đức thánh cha đã giúp cho đức cha thêm sức mạnh trong giai đoạn hồi phục